Chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại nhà của chúng tôi. Hy vọng những video của chúng tôi sẽ hữu ích với các bạn. Và ngay sau đây, mời các bạn đến với chuyên mục của ngày hôm nay nhé. Cách đơn giản trị dứt điểm bệnh hôi nách chỉ sau 2 phút áp dụng. Mùi hôi nách khó chịu, nhớp nháp và nhất là lúc nào cũng khiến cho bạn mất tự tin khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Bởi tự ti về mùi cơ thể của mình phát ra, lúc nào cũng lo lắng mọi người xung quanh xa lánh. Nếu như bạn đang loay hoay tìm cách trị bệnh hôi nách hiệu quả nhất, thì video ngay dưới đây chính là câu trả lời mà bạn cần. Sau đây mình sẽ mách cho bạn cách trị hôi nách cực kỳ hiệu quả, nhanh chóng và an toàn bằng những nguyên liệu có sẵn trong gian bếp nhà bạn. Nào chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu nhé! Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Nguyên liệu thứ nhất là một quả chanh tươi. Nguyên liệu thứ hai là một chút muối trắng. Với hai nguyên liệu là chanh tươi và muối trắng thì cách các bạn thực hiện như sau. Chanh tươi thì các bạn hãy cắt thành những lát mỏng. Chanh sau khi sơ chế xong thì bạn hãy xếp ra một cái đĩa. Vào muối trắng, sau đó bạn cho những lát chanh này . Đây chính là bát sản phẩm của chúng ta cần cho cách trị hôi nách tại nhà này. Đến đây rồi thì bạn hãy làm sạch vùng nách của mình bằng nước ấm. Nhớ là bằng nước ấm bạn nhé. Việc này sẽ giúp các lỗ chân lông nở ra, từ đó giúp cho chanh trị hôi nách một cách dễ dàng hơn. Sau đó bạn lau khô vùng nách bằng khăn mềm. Tiếp đó bạn lấy từng lát chanh muối thoa hỗn hợp này lên vùng da nách. Các bạn vừa thoa vừa massage nhẹ nhàng để có hiệu quả tốt hơn. Sau khoảng 15 phút thì bạn hãy rửa lại bằng với nước lạnh là xong. Các bạn biết không, ngay sau lần đầu áp dụng, mùi hôi nách của bạn sẽ giảm đi rõ rệt. Kiên trì áp dụng 3-4 ngày, chắc chắn bạn sẽ vĩnh biệt mùi hôi nách của mình. Bạn biết không, cách chữa hôi nách này không những trị khỏi mùi hôi nách mà còn giúp chống thâm nách cực kỳ hiệu quả nữa đấy. Ngoài ra bạn có thể sử dụng phương pháp thứ hai, đó là trị hôi nách bằng giấm. Đây chính là chai giấm trắng. Chai giấm mà mình sử dụng đây là giấm gạo. Các bạn có thể sử dụng các loại giấm khác như giấm táo cũng được. Với chai giấm này thì bạn có thể mua được ở các quầy tạp hóa với giá thành khoảng 5.000 một chai. Với chai nước giấm này thì cách các bạn trị hôi nách rất đơn giản. Đầu tiên, mình sẽ đổ một ít ra bát. Đây là nước giấm của mình. Sau đó bạn hãy dùng một chiếc khăn mỏng hoặc là bông chấm vào nước giấm này. Rồi dùng chiếc khăn này massage vùng nách khoảng 1-2 phút.
Bạn cứ nhẹ nhàng massage như vậy khoảng 1 đến 2 phút. Bạn biết không, giấm là một loại chất lỏng chứa nhiều axit, nước và cồn. Nó có tác dụng sát khuẩn, khử mùi rất hiệu quả. Sau khoảng 1 đến 2 phút massage thì bạn hãy lau sạch vùng nách đi là xong. Trên đây mình vừa giới thiệu tới các bạn hai phương pháp rất đơn giản giúp bạn thoát khỏi tình trạng hôi nách một cách nhanh chóng và hiệu quả ngay tại nhà. Bạn hãy áp dụng ngay hôm nay để trải nghiệm sự tuyệt vời của phương pháp này bạn nhé. Chúc các bạn thành công và tự tin mọi lúc mọi nơi.